hai biển số ô tô của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được giới sưu tầm đánh giá sẽ là tâm điểm trong phiên đấu giá chiều ngày 15 tháng 9. Trong đó, biển số 51K88888 có trên 400 lượt trả giá, mức cao nhất là 32,34 tỷ đồng. Đúng 46 phút sau khi mở đấu giá, biển số 51K88888 đã được trả giá cao nhất vượt mốc 20 tỷ đồng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chiều ngày 15 tháng 9, các cuộc đấu giá biển số ô tô được tiếp tục diễn ra. Trong khung giờ từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 có 3 biển số cùng đấu giá là 15 k 18888, 99A66666 và 36A999999. Lúc 13 giờ 30, nhiều khách hàng tham gia đấu giá cùng chung phản hồi tốt về hạ tầng trang web đấu giá. Họ dễ dàng truy cập và đăng nhập để tham gia. Đáng chú ý trong khung giờ này là hai biển số 99A66666 tỉnh Bắc Ninh và 36A99999 tỉnh Thanh Hóa. Hai biển số này đều nhanh chóng chạm ngưỡng trên 3 tỷ đồng. Kết thúc cuộc đấu giá, biển số 36A99999 có mức đấu giá cao nhất là 7,47 tỷ đồng. Trong khi đó, đối với biển số 99A66666 thì con số này là 4,27 tỷ đồng. Sau đó khung giờ từ 14 giờ 45 đến 15 giờ 45 sẽ có 3 biển số được đưa ra đấu giá là 43A 79999, 47A 59999 và 51K 88888. Trong đó tâm điểm trong khung giờ này sẽ đổ dồn về con số 51K 88888 biển số thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, khung giờ từ 16 giờ đến 17 giờ sẽ là cuộc đấu giá 3 biển số 88A 66666. 65A39999 và đặc biệt là biển số 30K 56789 Hà Nội. Trước đó lúc 9 giờ sáng nay, biển số đầu tiên bắt đầu chào sàn là 19A55555. Nhiều khách hàng cho biết họ thuận lợi truy cập vào trang web. Sau hơn 2 phút, mức giá của biển số đã vượt lên 1 tỷ đồng. Tới 9 giờ 07, mức giá cao nhất trả cho biển số này đạt hơn 2,1 tỷ đồng. Tới 10 giờ, phiên đấu giá kết thúc với mức giá hiển thị là 2,69 tỷ đồng. Tiếp đó lúc 10 giờ, biển số 30K 5555 55 được tiếp tục lên sàn. Đây là biển số được đánh giá hot bậc nhất bởi thuộc giải biển số thành phố Hà Nội. Đúng như dự đoán, chỉ sau 10 phút, mức giá cao nhất được trả cho biển số này đã vượt mốc 14 tỷ đồng. Kết thúc cuộc đấu, con số cao nhất hiển thị là ở mức 14,12 tỷ đồng.